Món ngon mỗi ngày HTP mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tiếp tục là một cái món ngon mỗi ngày cho gia đình mình, hoặc là có thể làm vào mỗi dịp cuối tuần đó quý vị, cũng rất là hấp dẫn, các bé rất là thích luôn á. Món này là món chả cá thác lát sốt cay ha, đơn giản dễ làm mà cũng rất là hấp dẫn luôn. Đây là cái thành phẩm mà mình vừa làm xong nè. Chả cá thì thơm thơm, dai dai, ngon ngon, kết hợp với cái phần sốt cay nhẹ nhẹ, ăn kèm xíu rau găm nữa là rất là bắt luôn á. Rồi bây giờ thì làm như thế nào thì mời quý vị cùng vào bếp nha. Để làm cái món này, trước tiên thì mình có chuẩn bị ở đây là 350g chả cá thác lát đó. Rồi tiếp theo thì quý vị cũng chuẩn bị cho mình 2 muỗng tỏi băm nè, 1 muỗng ớt. Ớt thì tùy mình ha, ăn cay nhiều cay ít thì mình sẽ gia giảm. Quý vị cũng chuẩn bị cho mình 20g hành lá cũng như là ngò gí. Ngò gí thì mình chuẩn bị ở đây cũng khoảng 20g. Để cho nó hấp dẫn hơn, ăn ít ngán thì có chuẩn bị cà rốt. Cái phần cà rốt này là khoảng 50g đó quý vị. Rồi, giờ mình sẽ sắt thành những cái miếng mỏng như vậy. Sau đó thì mình sắt sợi. Sau khi sắt sợi xong thì mình cũng sẽ cắt hạt lựu ha. Cắt hạt lựu nhỏ nhỏ đó quý vị, để lát mình làm chả nó dễ. Rồi mình cứ cắt nhỏ hết cái phần này, nhìn nó cũng khá khá đó quý vị. Rồi giờ mình sẽ để cái phần cà rốt này qua một bên đi. Mình sẽ chuẩn bị những cái công đoạn tiếp theo. Đó là bây giờ chúng ta cũng sắt luôn cái phần ngò. Ngò rửa sạch, cắt bỏ cái phần gốc. Thì sau đó thì chúng ta cứ cắt nhỏ ra thôi. Rồi xong. Tiếp theo là cái phần hành lá ha. Hành lá thì mình sẽ đập dập cái phần gốc này. Sau đó thì mình cũng sẽ cắt đôi. Sau đó thì cũng cắt nhỏ ra giống như là phần ngò rí luôn quý vị. Rồi mình cắt xong rồi nè, để nó riêng qua bên luôn. Bây giờ quý vị chuẩn bị thêm cho mình là 3 quả trứng gà. Rồi bây giờ cứ đập ra thôi, cho vào tô gọng gọng một xíu, mình đập ra. Sau đó thì mình cho vào đây một xíu muối, đánh tan cái phần trứng gà này ra. Rồi bây giờ mình chuẩn bị thêm cái phần bột chiên giòn nha. Đó, nguyên bọc luôn là khoảng 150g á. Rồi cho 3 quả trứng vào. Trứng nên đánh tan hết nha. Cho 3 quả trứng vào. Cho thêm cái phần chả cá vào luôn. Mình sẽ trộn sơ sơ một cái. Cho cái phần chả cá nè, cũng như là trứng, bột nó hòa quyện vào nhau trước đi. Đó, quý vị cái lượng bột thì có thể mình gia giảm xíu nha, tùy loại bột đó quý vị. Rồi như vậy là được rồi nè. Đó, nó sền sệt lại với nhau rồi đó. Giờ bắt đầu mình chuẩn bị những cái nguyên liệu tiếp theo. Rồi bây giờ cứ cho cà rốt nè, cũng như là ớt băm cho vào luôn. Tỏi, tỏi thì mình cho khoảng 1 muỗng vào ha. Rồi bây giờ thì chúng ta cũng cho luôn cái phần hành lá cũng như là ngò gí cho vào hết luôn. Do vậy thì mình nêm ở đây là 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng đầy nha, 1 muỗng nước mắm. Rồi dặn thêm xíu bột ngọt. Mình sẽ dùng bao tay để mình trộn cho nó đều lên đúng quý vị. Nó mình trộn liên tục, có thể là thấm vô cái phần bao tay này nè. Chúng ta thấm vô một xíu dầu để nó ít bị dính á. Nãy mình quên mình chưa có thấm nha. Rồi đó, bây giờ mình trộn một lát á, nó hợp nó lại được gì nè, nó sền sệt lại gì nữa quý vị.
Rồi bây giờ mình cho thêm miếng dầu vô cái phần bao tay nữa ha. Rồi mình trộn đều lên. Đó. Cái phần hỗn hợp nè, chả cá vậy rất là dẻo và ngon. Mình cứ để cho nó nghỉ ở đây khoảng 20 đến 30 phút. Và chúng ta có thể để trong ngăn mát tủ lạnh nha quý vị. Cho gia vị nó thấm ha, cái phần bột nó cũng nở ra. Sau khoảng 20 đến 30 phút thì chúng ta bắt cái chảo lên. Đó, cho dầu khá khá vào, mình chiên là chiên ngập dầu nha. Đó, để lên bếp để lửa nhỏ nhỏ thôi. Để dầu nó nóng từ từ. Rồi lúc này mình tranh thủ mình nặn, hoặc là chúng ta có thể nặn trước cũng được nha. Đó, nặn thành những cái viên trước, viên tròn tròn vậy đó thì tùy mình thôi. Rồi mình để vào trước, có thể nặn trước rồi mình để chảo dầu lên cho nó sôi. Rồi mình cho cái chả cá này vào, hoặc là để chảo dầu lên để cho nó nóng từ từ á, rồi mình nặn từ từ mình cho vào cũng được. Rồi cho vào, rồi cứ vậy thì mình sẽ chiên ha. Khi nó sôi ủng lên rồi mình để lửa xuống, mình xiên với lửa trung bình nhỏ nhỏ cũng được để cho nó chín từ từ quý vị. Mình chở đều, nếu mà lửa lớn quá mình đảo không kịp á nó sẽ bị cháy không ngon. Rồi các bạn chiên từ từ ít ít thì các bạn chở đều thì cũng được nha. Rồi cứ vậy thì chúng ta sẽ chở đều đến khi nào nó vàng đều hết các mặt. Nó vàng ươm luôn. Rồi. Như vậy là mình lấy ra được rồi đó quý vị. Rồi bây giờ mình cho vào gỗ ha. Có thể là chúng ta lót cái miếng giấy thấm dầu ở dưới này cho nó rút bớt dầu cũng được nha. Bây giờ mình sẽ làm cái phần sốt cay nè. Sốt cay thì tương ớt. Tương ớt ở đây mình dùng ở đây là 6 muỗng tương ớt. Nó loạn, quý vị có thể chọn loại cay ít hay cay nhiều tùy mình nha. Rồi, bây giờ cũng chuẩn bị cho mình tương cà luôn. 6 muỗng tương ớt thì mình dùng ở đây là 4 muỗng tương cà nha. Rồi sau khi cho tương cà vào thì quý vị chuẩn bị cho mình đường. Đường là mình sử dụng ở đây là 2 muỗng. Rồi, hạt nêm khoảng 1 muỗng nha, muỗng lưng á. Bây giờ cho nước vào. Mình cho vào đây là 6 muỗng nước. Cho nước vào thì chúng ta sẽ quậy lên, trộn cho nó đều lên. Cho cái phần đường với là bột nêm á nó tan ra. Đây nó sền sệt như là được nha. Bắt đầu mình bắt cái chảo lên. Đó, chảo dầu nóng quý vị. Cho vào khoảng 2-3 muỗng dầu rồi đó. Mình phi cái phần tỏi còn 1 muỗng còn lại á, cho nó vàng vàng nó thơm lên. Rồi bây giờ cho cái hỗn hợp này vào thôi. Đảo đảo một cái nè, nó cho nó thơm thơm lên nha. Đó, cho nó hơi sôi sôi lên đó quý vị. Nè mình thấy nó lên tim nè, nó sôi rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần chả cá này vào. Rồi trộn lên đều thôi. Đó, nhìn cái phần sốt rất là hấp dẫn quý vị. Rồi trộn lên đều để lửa nhỏ nha. Ai thích mè rang á, thì cho ít mè rang lên. Để còn ngò lên mình trang trí ha. Khi nào ăn thì đem ra dĩa thôi quý vị. Cái này thì mình sẽ ăn kèm với rau răm ha. Nó có rau răm ăn nó ít ngán đó quý vị. Dai dai thơm thơm. Kèm rau răm nó cay cay nữa.
rất là bắt luôn á. Cái này mình có thể là một cái món ngon cuối tuần cho gia đình mình, hay là những cái tiệc mà nhỏ nhỏ cũng rất là hấp dẫn nha. Hay là một cái món nhậu để mình lai rai với mấy lon bia cũng rất là ngon. Rồi, chúc quý vị ngon miệng nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Món Ngon Mỗi Ngày HTP.